Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, theo bạn thì đâu là yếu tố quan trọng nhất để làm nên thành công của đời người? Chắc hẳn sẽ có nhiều người ngay lập tức trả lời rằng đó chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ chứ còn gì nữa. Chẳng phải ông bà ta cũng từng nói rằng cần cù bù thông minh đó sao? Thế nhưng các bạn ơi, hãy cứ tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền độc mộc. Chúng ta phải ra sức chèo lái. Công sức của bạn chèo lái ấy chính là sự nỗ lực, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ. Nếu như người chèo thuyền không xác định được mình đang đi về hướng nào, mục tiêu của mình nằm ở đâu, thì chẳng phải càng chèo sẽ càng đi xa khỏi bờ, càng lạc trôi vào giữa khoảng không gian mông lung vô định hay sao? Bước sang năm 2021 rồi, nếu như bạn đã liên tục cố gắng đến kiệt sức trong suốt thời gian qua nhưng vẫn chưa đạt được thành quả gì lớn lao, vậy thì hãy thử dừng lại một chút và ngẫm nghĩ, phải chăng thời gian qua mình đã nỗ lực mù quáng? Tựa như con trâu chỉ biết cúi đầu kéo xe mà chẳng ngẩng lên nhìn đường, bao giờ mới đi đến cái đích của sự thành công? Vậy đâu là những kiểu nỗ lực mù quáng mà bạn cần sớm loại bỏ ra khỏi cuộc sống của mình ngay từ hôm nay để có một tương lai tươi sáng hơn? Bạn có muốn tiết kiệm được thời gian và công sức nhưng cũng đạt được thành công trọn vẹn? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm ở trong chương trình ngày hôm nay nhé! Các bạn ơi, từ nhỏ tới lớn chúng ta đều cho rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ được báo đáp, là sẽ có thu hoạch. Nhưng dần dà chúng ta sẽ phát hiện ra một chân tướng rằng nhiều khi rõ ràng là đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thu được kết quả lý tưởng. Chúng ta tần tảo đêm ngày, cảm giác bận rộn vô cùng nhưng sau khi kết thúc một ngày lại phát hiện ra chẳng có chuyện nào mình làm tốt cả. Ta từ chối những cuộc vui, lao đầu vào học hỏi như một khổ hành tăng nhưng tới sau cùng thành tích vẫn không nâng cao, ngược lại còn ngày càng đi xuống. Rốt cuộc là vì sao? Là chúng ta chưa đủ nỗ lực hay là chúng ta vẫn chưa đủ dụng tâm? Điều không phải, đó là bởi tư thế nỗ lực của chúng ta không đúng, phương hướng dụng tâm của chúng ta chưa đúng. Bước sang năm 2021, bạn hãy sớm từ bỏ ngay ba kiểu nỗ lực mù quáng này nhé. Thứ nhất là kiểu nỗ lực nông cạn. Trước đây từng có một bài viết được chia sẻ khá rộng rãi như thế này. Có một nhân viên thuộc vào hàng nguyên lão của công ty, mỗi ngày đều đi đúng giờ đi làm. Không bao giờ muộn, hôm nào mà chưa xong việc, anh ấy sẽ tăng ca làm cho xong thì thôi. Mặc dù trong nhiều năm liền, giải nhân viên chuyên cần lúc nào cũng về tay anh ấy, nhưng thăng chức tăng lương thì lại chưa từng xảy ra. Có một lần anh ấy cuối cùng không chịu được nữa, bèn tìm sếp hỏi, tôi có 25 năm kinh nghiệm, nhưng vì sao lương vẫn chỉ được ngần ấy? Ông chủ đáp, anh không phải là người có 25 năm kinh nghiệm, anh chỉ là một người dùng đi dùng lại một kinh nghiệm suốt 25 năm. Anh ấy làm việc chăm chỉ, nhưng lại chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của mình, với những kỹ năng hay nghiệp vụ mới. Anh ấy hoàn toàn thờ ơ, không hứng thú, cũng chưa từng nghiên cứu sâu, thường xuyên tăng ca nhưng hiệu suất công việc lại không có bước tiến gì quá lớn lao. Một tác giả từng nói, mọi sự học hỏi mà không có kế hoạch đều chỉ là làm màu. Mọi nỗ lực không cho ra thành quả cũng chỉ là tỏ ra cố gắng mà thôi. Đài Loan có một loại trà tên là trà Đông Đỉnh vô cùng nổi tiếng. Nghe nói trà Đông Đỉnh ở nơi nào đó ở Đài Loan là ngon nhất. Trước đây, người dân trồng chè khi bón phân cho cây chè đều sẽ phải đào sâu 2-3 mét để chôn phân, rất mất thời gian và công sức. Sau đó, phân hóa học trở nên phổ biến ở Đài Loan. Không giống như phân nông trại, phân hóa học có thể được pha loãng trực tiếp với nước. Vì vậy, nông dân trồng chè chỉ cần đổ phân hóa học đã pha loãng trực tiếp gần gốc cây, giúp tiết kiệm nhiều công sức. Bắt đầu không có gì thay đổi, sau hơn chục năm thì chất lượng chè bắt đầu giảm sút. Tệ hơn nữa, một năm nọ trong vùng có một đợt hạn hán nghiêm trọng, nhiều cây chè bị chết vì hạn. Chỉ có những cây chè do những người nông dân trồng chè bảo thủ, trồng theo cách cũ mới sống sót và phát triển. Trong cùng một đợt hạn hán, tại sao lại có kết quả khác nhau như vậy? Thực tế, ở nơi đó dưới 3 mét có mạch nước ngầm, do người dân trồng chè đã bón phân trên mặt đất nên rễ cây chè không cần phát triển xuống phía dưới. Trong khi phương pháp bón phân truyền thống buộc cây chè phải bén rễ ở tầng sâu và về cơ bản có thể phát triển đến những nơi có nước. Sự cố gắng bề ngoài lúc đầu không có gì khác biệt, nhưng nó không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Một vài nỗ lực nông cạn sẽ trì hoãn sự phát triển thực sự. Thứ hai là nỗ lực kiểu phân tán. Cô Han Kyun-jeon, quán quân của chương trình truyền hình thực tế nước ngoài có tên Ukan UPB, luôn được mọi người xung quanh ưu ái gọi với cái tên như nữ học bá Harvard, thánh tri thức hay mộng anh hùng thế giới bình phàm. Kho kiến thức siêu phàm và quan điểm đầu ra chuyên sâu của cô khiến mọi người luôn phải tự hỏi, cô ấy đã làm điều đó như thế nào? Cá nhân cô chia sẻ rằng mình không hề làm gì, chỉ chuyên tâm chuẩn bị cho các kỳ thi. Trong vòng một tháng, cô chỉ tập trung cho việc ôn thi và thi đậu vào học viện pháp luật. Theo cô thì thay vì đánh đường dài, chỉ bằng tập trung gia tăng lượng thuốc pháo. Cô nói người khác dùng 1-2 năm để chuẩn bị, vừa muốn nỗ lực làm việc, vừa muốn nỗ lực học tập, phân tán sức lực trên nhiều việc. Tất nhiên sẽ không cho ra được hiệu quả tốt như việc toàn tâm, toàn ý chỉ chuyên tâm cho một việc như cô.
một đạo lý không thể phổ thông hơn, nhưng thực tế chúng ta lại rất ít người làm được. Thức đêm, tăng ca bận rộn, kết quả lại không được như ý muốn. Rất nhiều khi, nỗ lực của chúng ta là hoàn toàn vô hiệu. Dùng thời gian một ngày đi làm cho tốt một chuyện hay dùng một ngày đi làm nhiều chuyện, cái nào cho ra kết quả tốt hơn, đáp án quá rõ ràng. Muốn trong một thời gian ngắn thu được kết quả tốt, có một nguyên tắc đó là chú tâm cho một việc chứ không phải phân tán sức lực vào nhiều chuyện khác nhau. Thứ ba là nỗ lực chệch hướng. Bất kể là khi nào, nỗ lực phấn đấu là điều không thể thiếu, nhưng phương hướng cũng vô cùng quan trọng. Dương Trấn Ninh là một nhà vật lý người Mỹ sinh ở Trung Quốc, nghiên cứu về lĩnh vực cơ học thống kê và vật lý hạt. Ông cùng với Lý Chính Đạo đã nhận giải Nobel vật lý năm 1957 cho công trình của họ đặc tính không bảo toàn tính chẵn lẻ trong tương tác yếu. Ngay còn trẻ, Dương Trấn Ninh vốn đã mong muốn trở thành một nhà vật lý thực nghiệm. Nhưng con đường vật lý thực nghiệm của ông lại không hề thuận lợi. Khi ấy thậm chí còn lan truyền những lời chê cười kiểu như nơi nào có tiếng nổ, nơi đó có Dương Trấn Ninh. Chính bản thân ông cũng phải thừa nhận rằng khả năng động thủ của mình kém hơn người khác. Thầy hướng dẫn của ông lúc này gợi ý cho ông đổi phương hướng, chuyển sang nghiên cứu vật lý lý thuyết xem sao. Từ bỏ nhiều mà mình luôn mong muốn, quả thực là một việc không dễ dàng. Dương Trấn Ninh sau nhiều lần suy nghĩ đã tiếp nhận gợi ý của thầy. Cuối cùng ông đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực vật lý lý luận và đạt cả giải Nobel vật lý. Có một câu nói rất hay rằng, bất kể là khi nào, phấn đấu và nỗ lực tất nhiên là điều không thể thiếu, nhưng phương hướng lại càng quan trọng hơn. Tuyệt đối đừng chỉ biết làm con trâu cúi đầu kéo xe, có bận rộn tới đâu cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn đường. Phương hướng đúng đắn giúp giảm bớt đường vòng, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều vốn hơn để tiến tới thành công. Cho dù mối quan hệ giữa nỗ lực và kết quả có phức tạp đến đâu, chúng chắc chắn có liên quan với nhau. Bạn càng nỗ lực, thu hoạch của bạn càng phong phú, nhưng điều kiện cần là bạn phải có một phương hướng đúng đắn trước đã. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng, không tìm đúng phương pháp, có nỗ lực tới đâu cũng là phí công vô ích. Jack Ma nói, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực, tâm nhìn quan trọng hơn năng lực. Phương hướng, hiệu suất, hiệu quả, phương thức tư duy còn rất nhiều thứ nữa, so với nỗ lực càng có thể giúp chúng ta thành công dễ dàng hơn. Quãng đời còn lại rất quý giá, bạn, một người thông minh, mong rằng hãy vứt bỏ lại sự nỗ lực vô ích cùng với năm 2020 ảm đạm, tiến tới năm 2021 với một tầm nhìn xa rộng và một nỗ lực đúng đắn hơn. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn thắc mắc rằng vì sao những người thành công họ lại dễ dàng đạt được mục tiêu đã đặt ra, còn đa phần những người khác thì lại gặp vô vàn chướng ngại vật trên con đường chinh phục sự thành công và giàu có? Câu trả lời vô cùng đơn giản thôi các bạn ạ. Đó là bởi người thành công họ thường sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt, đó chính là sự tập trung cao độ để hướng đến mục tiêu. Còn những người bình thường lại lãng phí thời gian và tâm sức của mình vào bốn việc không đáng mà chính bản thân họ cũng chẳng hề nhận ra. Mỗi người trong chúng ta chỉ có một cuộc đời và thời gian là hữu hạn. Việc bạn cần làm để thành công chính là hãy trân trọng từng giây, từng phút trong cuộc sống của mình. Đừng để những điều nhỏ nhặt không đáng có làm cản trở bản thân. Bạn có muốn những năm tháng sau này của đời mình được hạnh phúc trọn vẹn, thảnh thơi tự tại hay không? Hãy nhanh chóng loại bỏ bốn việc không đáng này ra khỏi cuộc sống của mình càng sớm càng tốt nhé. 1. Những tranh luận không cần thiết, không đáng để tranh cãi. Người Trung Quốc cho rằng trong cuộc sống tám từ này vô cùng quan trọng. Quan nghĩ xá sự và quan ngã xá sự, nghĩa lần lượt là không phải việc của anh và không phải việc của tôi. Tám từ này gần như giải quyết được 80% phiền phức, lo âu trong cuộc sống. Nếu ngày nào cũng phải đi giải thích hết chuyện này đến chuyện khác với người khác, vậy thì quỹ thời gian của bạn lúc nào cũng lãng phí vào mấy cuộc tranh luận. Tâm trạng đang tốt của bạn cũng vì những cuộc tranh luận này mà trở nên tệ đi. Trang Tử có nói một câu như sau. Hạ trùng bất khả ngữ băng, chẳng thể đàm luận về băng giá với côn trùng mùa hạ. Khổng Tử cũng từng khuyên đệ tử rằng đừng có nói chuyện bốn mùa với loài châu chấu mà sinh ra vào mùa xuân và chết đi vào mùa thu. Tranh luận với người không cùng trình độ là một kiểu tiêu hao lãng phí, không cần thiết. Họ chưa từng đến nơi mà bạn đã đi, không biết đến cuốn sách mà bạn đã đọc. Không biết người mà bạn biết thì làm sao có thể nói cho họ hiểu hết được. Giữa đôi bên nếu tồn tại một khoảng cách quá lớn thì để hiểu nhau sẽ là một sự nỗ lực vô cùng lâu dài và vô ích. Bạn đứng trên đỉnh núi và nói cho họ rằng trước mắt họ là đại dương, nhưng họ đang ở lưng chừng núi, làm sao có thể thấy đại dương khi trước mắt chỉ thấy cảnh hoang tàn. Vậy nên thay vì tranh luận với họ, thà đi về phía đại dương và làm việc của chính mình. 2. Những chuyện vô nghĩa, không đáng để canh cánh trong lòng. Rất nhiều người bị cuộc sống vùi dập không phải là do những vấn đề khó khăn, to lớn, khó giải quyết, mà lại vì những chuyện nhỏ nhặt quá đỗi tầm thường. Bởi vì những việc nhỏ bé vặt vãnh kia có thể không ngừng làm tiêu hao tinh thần và sức lực của con người. Vào cuối thời Đông Hán, một người đàn ông tên là Mạnh Mẫn đã mua một chiếc vỏ đất và vô tình làm vỡ nó khi đi trên đường. Mạnh Mẫn liền bỏ đi ngay mà không thèm nhìn nó lấy một cái. Người qua đường thấy lạ bèn đến hỏi,
Cái vỏ của anh bị vỡ rồi, sao anh không thèm nhìn nó lấy một cái? Mạnh Mẫn trả lời, cái vỏ bị vỡ rồi, thế tôi còn nhìn làm gì nữa? Đối với Mạnh Mẫn, việc ở lại và tiếc một cái vò có thể khiến anh ta bị lỡ mất thời gian trở về nhà trọ, nơi anh ta có thể nghỉ chân vào buổi tối, hoặc có thể bỏ lỡ ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài kia. Thay vì đứng lại và hối hận, tốt hơn hết là nên khởi hành ngay lập tức, không dừng lại và không nhìn lại. Trên đời này cái gì cũng có cái giá phải trả, nếu bạn lãng phí thời gian cho những việc không đáng thì chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Thay vì lãng phí cuộc đời để vướng vào những điều không đáng có, tốt hơn hết bạn nên tiến về phía trước ngay lập tức. Không vướng bận, không hối hận và không ngoảnh đầu nhìn lại. 3. Đánh giá của người khác không đáng bận tâm. Trong Trang Tử, có một người tên là Sĩ Thành Khởi thường hay nghe người ta ca tụng Lão Tử, liền treo đèo lội suối, đi khắp nơi để tìm gặp ông. Thấy bộ dạng Lão Tử không được tốt, nơi ở cũng sập sệ bừa bãi, Sĩ Thành Khởi nói. Người ta nói rằng ông là thánh nhân, nhưng tôi thấy ông chẳng khác gì con chuột. Lão Tử liếc hắn một cái, cúi đầu tiếp tục đọc sách, hoàn toàn không để ý tới hắn. Sĩ Thành Khởi đành phải rời đi. Ngày thứ ba, Sĩ Thành Khởi cảm thấy mình có hơi quá đáng, liền đến tìm Lão Tử xin lỗi. Lão Tử nói với anh ta, nếu tôi đã đạt đến đại đạo thì có vấn đề gì đâu khi anh gọi tôi là con lợn, con chó hay con chuột, tôi vẫn là tôi thôi. Ông nói cái gì là việc của ông, điều này không ảnh hưởng gì đến tôi, cũng không thể làm thay đổi tôi. Người khác nói vài câu đã bực tức giậm chân, đó là trong lòng vẫn chưa đủ bình tĩnh. Một người có nội tâm phong phú, họ luôn sống là chính mình, chứ không phải sống trong miệng lưỡi của người khác. 4. Những mối quan hệ đã đi quá xa, không đáng để níu kéo. Có một câu nói như thế này. Không biết từ lúc nào mà mọi thứ đồ đều có hạn sử dụng. Cá thu sẽ hết hạn sử dụng, thịt hộp sẽ hết hạn sử dụng, thậm chí cả bọc ni lông cũng hết hạn sử dụng. Các mối quan hệ của con người cũng vậy. Có một số người không nên cưỡng ép, có một số mối quan hệ không nên níu kéo. Nên học cách chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể ngày càng thay đổi và xa cách. Và phải chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể nói lời ly biệt. Không nên giống như đứa trẻ, cứ cố nắm lấy đồ vật không muốn buông, chỉ có cách buông bỏ đi mới có thể nhận về phần thưởng tốt hơn. Với những người không đáng, với những chuyện không đáng hay với những thứ đồ không đáng, chúng chỉ đang cố gắng tước đoạt đi những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống của bạn mà thôi. Đừng đánh giá quá cao mối quan hệ của bạn với bất kỳ ai và cũng đừng đánh giá thấp khả năng độc hành của bạn. Chỉ có cách không vướng bận những chuyện không đáng thì mới có thể làm được điều này. Đó là trong lòng vô ưu vô sự, trong lòng vui vẻ, an nhiên. Bước sang năm 2021, bạn hãy sớm từ bỏ ngay ba kiểu nỗ lực mù quáng này. Thứ nhất là kiểu nỗ lực nông cạn, thứ hai là nỗ lực kiểu phân tán, thứ ba là nỗ lực chệch hướng. Xin chúc các bạn sớm hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đặt ra nhé. Có bí quyết ắt sẽ thành công.